Thưa quý vị và các bạn, điều mà nhiều người dễ nhận thấy khi về với huyện nông thôn mới Đơn Dương hôm nay, đó là nhiều tuyến đường giao thông được bê tông hóa, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Để giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Đơn Dương đã xây dựng nhiều giải pháp, trong đó phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới được địa phương đặt lên hàng đầu. Đó là xã nghèo của huyện Đơn Dương, trình độ dân trí và điều kiện kinh tế còn thấp, nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, địa phương gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi bộ các khu dân cư, coi trọng việc đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tuyến đường nội thôn pro kinh tế là một ví dụ. Để hoàn thành con đường này, ngoài sự đầu tư của nhà nước, thì chính mỗi đảng viên ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò tiên phong trong góp công góp của để cùng với nhân dân chung tay xây dựng. Trong bất cứ một cuộc họp nào ở cái xã Bờ Ró này thì cứ sáng thứ hai hàng tuần là có một cuộc họp giao ban, mà trong đó tất cả có chi bộ và ban thôn và mặt trận triển khai quyết tâm là từ nay cho đến năm 2017 phải quyết tâm làm sao để mà hoàn thành được cái tiêu chí nông thôn mới. Các đồng chí trong cái cấp ủy là được phân công nhiệm vụ cụ thể và trong cái công việc cũng như là trên từng địa bàn, cái xác định được cái vai trò lãnh đạo của đảng là cực kỳ quan trọng để cùng đó là vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân để tham gia cái này. Để xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, ngay từ đầu mới thực hiện, đảng ủy các xã trên địa bàn đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, quản lập một điển hình của Đơn Dương. Năm 2013 được công nhận là xã đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Quản lập hôm nay đã khẳng định được vị thế của mình. Diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc. Trong xây dựng 19 tiêu chí nông thôn mới, đảng ủy xã luôn xác định tiêu chí thứ 18 về xây dựng hệ thống chính trị là yếu tố hàng đầu. Bởi vì con người quyết định mọi vấn đề. Nếu đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo đảng, nhà nước đến cả hệ thống chính trị đoàn kết thì việc gì cũng thành công. Thì đối với đảng ủy, xác định công tác cán bộ, công tác hệ chính trị là một cái nhiệm vụ hàng đầu trong cái thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì hàng năm là đảng ủy cũng thường xuyên là có cái nghị quyết chuyên đề để lãnh chỉ đạo thực hiện các cái nhóm tiêu chí. Nhờ thực hiện tốt sự lãnh đạo của đảng, chính vì vậy mà Quảng Lập là một xã thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới trong cái thời gian vừa qua thì đạt được khá nhiều kết quả. Ngoài xã Pró hoàn thành 17 tiêu chí, đến nay huyện Đơn Dương có 7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện tốt đề án giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Đơn Dương đã và đang xây dựng nhiều giải pháp, trong đó xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng trong xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng đề án giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đề án thì rất nhiều nội dung, trong đó có một cái nội dung mà ông tôi cho rằng là cần phải quan tâm, đó là tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hoạt động của hệ thống chính trị để vận động nhân dân. Cụ thể là vai trò của người đứng đầu cũng như tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là phải được quan tâm, làm thế nào đó để tạo được sự đồng thuận ngày càng lớn hơn trong nhân dân để tham gia các cái tiêu chí để giữ vững và nâng cao chất lượng của xã nông thôn mới, cũng như góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng của huyện nông thôn mới. Với cách làm linh động, sáng tạo và sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, đặc biệt là tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng được phát huy, đây được coi là cách làm hữu hiệu nhất để dẫn dắt quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới của Đơn Dương ngày càng hiệu quả và bền vững. Sau khi hoàn thành các thủ tục về việc chuyển đường qua đèo Mimosa thành quốc lộ theo đúng quy định, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với nhà đầu tư quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm toàn diện về việc bổ sung nâng cấp cải tạo đường qua đèo Mimosa đoạn km số 0 đến km số 10.